Thầy chào các em. Hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu một cái chương mới của phần lớp 9, đó là chương Quang học. Thì trong chương Quang học, các em lần lượt sẽ được thầy trao đổi những cái nội dung. Thứ nhất là sự khúc xạ ánh sáng, là bài hôm nay ta học. Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, máy ảnh, mắt, vân vân. Trước khi đi vào cái bài đầu tiên của chương này thì nó cũng có liên quan đến một số kiến thức mà các em đã học lớp 7. Thì lớp 7 các em cũng đã học về cái chương quang học này rồi nha. Câu số 1. Ta nhận biết ánh sáng khi nào? Ta nhận biết ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Như vậy ở trong câu này, ở trong cái điều kiện này, muốn nhận biết ánh sáng thì phải có hai điều kiện, là phải có ánh sáng và ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta. Khi nào ta nhìn thấy một vật? Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Như vậy các em thấy, ánh sáng được phát ra từ nguồn sáng và ánh sáng đó truyền vào mắt ta. Như vậy cái đường truyền của ánh sáng nó như thế nào? Thì để cho nó cụ thể, trực quan, thì người ta biểu diễn tia sáng. Thì muốn biểu diễn tia sáng thì tia sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Như vậy ta muốn biểu diễn tia sáng từ S đến M thì các em vẽ đường thẳng SM và các em đặt mũi tên lên. Câu số 4. Thế nào là hiện tượng phản xạ ánh sáng? Thì cái hiện tượng phản xạ ánh sáng nó liên quan đến một cái dụng cụ, đó là gương phản. Là hiện tượng khi chiếu tia tới SI lên gương phẳng cho tia phản xạ IR bị hắt trở lại. Như vậy cái tia tới là gì? Tia tới là tia sáng xuất phát từ nguồn sáng đến một cái dụng cụ quang học, ta gọi tắt là tia tới. Đây là gương phẳng. Khi ta chiếu tia tới SI đến gương, từ điểm mi các em vẽ pháp tuyến N'N thì tia phản xạ sẽ là tia IR. Thì trước khi ta đi vào nội dung của bài học thì thầy cũng có hai cái thí nghiệm thầy đã làm để các em quan sát. Trước hết thì các em nhận xét có một cái thìa đặt trong một cái ly bằng thủy tinh. Cái thìa này nhìn vào trong cái ly, các em thấy là cái thìa này nó thẳng. Bây giờ ta sẽ làm cái thí nghiệm như sau. Ta sẽ đổ nước vào trong cái ly và các em quan sát cái thìa này. Khi ta đổ nước vào trong cái ly thì lúc này ta nhìn ta thấy cái thìa này nó không còn theo đường thẳng nữa mà nó đã bị gãy. Sang thí nghiệm thứ hai, một cái đồng xu đặt trong cái chén. Ban đầu trong cái chén này không chứa nước, rồi sau đó kem dời mắt ra xa để sao cho không thấy được đồng xu nữa. Rồi bước kế tiếp thầy mới đổ nước vào trong cái chén thì các em sẽ quan sát hiện tượng xảy ra. Rồi, bây giờ ta dời mắt ra xa để các em không thấy được đồng xu ở vị trí này. Hồi nãy ta không thấy đồng xu mà khi đổ nước vào thì bây giờ ta đã thấy được cái đồng xu. Hai thí nghiệm vừa rồi, cái thìa nó bị gãy và đồng xu ta quan sát được khi ta đổ nước vào trong cái chén. Đó chính là cái hiện liên quan đến cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng mà bắt đầu em sẽ tìm hiểu thêm.
Phần 1 là mã hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Ta quan sát. Người ta đã làm thí nghiệm một cái hộp nhựa trong suốt có chứa nước, và ta dùng bút laser, người ta chiếu tia sáng từ trong không khí vào nước. Người ta biểu diễn các tia sáng bằng các đoạn thẳng SEIK. Bây giờ các em quan sát và cho thầy biết đường truyền của tia sáng SI và đường truyền của tia sáng IK như thế nào, theo đường nào. Thì rõ ràng dễ nhìn thấy đường truyền của tia sáng SI và IK đều là đường thẳng. Và điều này cũng hoàn toàn chính xác, vì lớp 7 các em đã học định luật truyền thẳng ánh sáng trong môi trường trong suốt và đồng tính. Không khí và nước đều là hai môi trường trong suốt. Thì nếu ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt thì nó luôn truyền đi theo đường thẳng. Nhưng mà bây giờ nếu tia sáng truyền từ S đến Y rồi đến K thì nó còn truyền đi theo đường thẳng hay không? Và các em thấy rõ ràng tia sáng nó đã bị gãy khúc ngay tại điểm Y. Hiện tượng tia sáng truyền từ không khí sang nước hoặc từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thì cái môi trường trong suốt là gì? Môi trường trong suốt là môi trường cho ánh sáng truyền qua từ không khí vào nước, là từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, hoặc là từ nước ra không khí, hoặc là từ không khí và thủy tinh, vân vân. Phần 2, bây giờ ta xét cụ thể hơn về sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ không khí sang nước. Em quan sát cái hình. Một cái hộp nhựa trong có chứa nước. Một cái tấm bìa được nhúng vào trong nước. Một phần tấm bìa ở trong không khí và một phần ở trong nước. Người ta chiếu tia tới SI đi từ không khí vào nước. Tại điểm Y này, người ta đường này là mặt phân cách nha. Đường này là mặt phân cách giữa hai môi trường không khí và nước. Tại điểm Y, người ta vẽ một cái đường thẳng vuông góc với mặt phân cách. Và tia sáng tiếp tục truyền vào trong nước nhưng mà đã bị gãy khúc ngay tại điểm Y. Cái tia sáng mà truyền vào trong nước này ta gọi là tia IK. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu khái niệm SI là gì. SI là tia tới, IK là tia khúc xạ. Như vậy khi ta truyền cho tia sáng truyền từ không khí vào nước thì cái tia tới nằm trong môi trường không khí và tia khúc xạ thì nằm trong môi trường nước. Tia tới gặp mặt phân cách ở điểm nào? Ở điểm Y. Vậy điểm Y người ta gọi là điểm tới. Từ điểm Y vẽ đường thẳng N'N. Cái đường thẳng này nó cũng nằm trong cái mặt phẳng của tấm bìa nha. Đường thẳng này ta gọi là pháp tuyến. Góc SIN là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến, gọi là góc tới. Góc KIN' là góc hợp bởi tia khúc xạ và pháp tuyến, ta gọi là góc khúc xạ. P người ta gọi là mặt phẳng tới, ở đây chính là mặt phẳng của tấm bìa. Thì ta lưu ý thế này, khi mà người ta làm thí nghiệm, người ta chiếu tia sáng và sở dĩ người ta quan sát được cái tia sáng này, một cái vệt sáng này, thì cái tia sáng này nó phải nằm trong mặt phẳng của tấm bìa. Tức là ta phải bố trí sao cho cái đèn bút laser, cái đèn phát ra ánh sáng đó, thì ánh sáng này nó phải nằm là trên cái mặt phẳng tấm bìa. Đó, như vậy cái tia tới này nằm trong cái mặt phẳng tấm bìa. Cái pháp tuyến người ta vẽ ra cũng nằm trong cái mặt phẳng của tấm bìa. Bây giờ ta tìm hiểu. Ý thứ nhất, hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới hay không. Thì đây là tia khúc xạ. Thì cái tia khúc xạ này nó nằm trong môi trường nước. Nhưng mà nếu ta thấy được cái tia này
thì cái tia IK này nó phải nằm trong một cái mặt phẳng nào đó, thì mặt phẳng đó chính là mặt phẳng của tấm bìa, nhưng mà đó là cái phần nhúng ở trong nước. À, như vậy là tia IK cũng nằm trong mặt phẳng tới, tức là nằm cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến. Cái ý thứ hai, em sẽ so sánh hai cái góc, góc tới và góc khúc xạ. Thì đây là góc khúc xạ, góc tới thì rõ ràng là góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Ta rút ra kết luận: khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. À, phần này là các em phải vẽ hình vào tập này, nghe thầy chỉ các vẽ. Đầu tiên các em vẽ một cái đường thẳng PQ. Cái đường thẳng này cũng chính là mặt phân cắt giữa không khí và nước. Rồi các em vẽ một cái tia tới từ không khí vào nước, là tia SI, nhớ đặt mũi tên. Tia này gặp mặt phân cắt ở điểm I, như vậy điểm I là điểm tới. Từ điểm I các em vẽ phát tuyến N'N. À, tia khúc xạ sẽ là tia IR. Thì ta khi vẽ hình ta phải hiểu nè, tia tới và tia khúc xạ nằm khác phía với cái pháp tuyến. Nhớ chưa nào? Nằm khác phía, bên đây, bên đây. Thứ hai, nếu kéo dài cái tia tới này ra thì có phải là góc khúc xạ này nó luôn luôn nhỏ hơn góc tới, tức là tia khúc xạ này nó lệch gần pháp tuyến hơn so với phương của tia tới. Đó, thì ta nhớ tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn thì góc khúc xạ mới nhỏ hơn góc tới. Phần ba la mã, ta xét sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí và ngược lại. Nếu tia sáng truyền từ nước sang không khí thì sao? À, như vậy ngay từ cái hiện tượng này người ta phải bố trí thí nghiệm như thế nào? Người ta đã làm nhiều thí nghiệm kiểm tra, thì trong đó thì mô tả lại thí nghiệm này cho các em xem. Cách bố trí thí nghiệm thì cũng giống như cái phần hai la mã, tức là cũng có một cái hộp nhựa trong suốt có chứa nước, một tấm bìa nhúng vào trong nước. Rồi bây giờ người ta sẽ dùng bút laser người ta chiếu. Chiếu tia tới RG từ trong nước. Điểm G này người ta cũng vẽ pháp tuyến. À, thì tia khúc xạ bây giờ sẽ là tia tia này. Tia sáng, sự khúc xạ ánh sáng trong từ nước ra không khí. Như vậy trong hai tia này, tia nào là tia tới, tia nào là tia khúc xạ? Cái này các em dễ dàng nhận thấy đúng không? Tia tới bây giờ nó nằm trong môi trường nước, đó chính là tia RG. Tia khúc xạ là ở trong không khí, là GGP. So sánh góc tới, góc khúc xạ, bây giờ lúc nào góc RG, N' là góc tới, NGP là góc khúc xạ. Như vậy góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới. Yeah, góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Yeah. Kết luận: khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Cách vẽ hình giống như hồi nãy, vẽ mặt phân cắt. Bây giờ ta cho tia sáng đi từ nước ra không khí. Ta vẽ tia SI, đây là phương của tia tới. Rồi các em vẽ pháp tuyến. Rồi các em vẽ tia khúc xạ. Ta nhớ nha, tia tới và tia khúc xạ nằm khác phía với pháp tuyến. Và trong trường hợp này là do góc khúc xạ lớn hơn góc tới, cho nên là tia khúc xạ bây giờ lệch ra xa pháp tuyến hơn so với phương của tia tới. Cũng có một cái thí nghiệm khác người ta kiểm chứng về sự khúc xạ của tia sáng khi cho tia sáng truyền từ nước ra không khí.
Cách bố trí thí nghiệm thì giống như khi cho tia sáng từ không khí sang nước. Nhưng mà để có tia sáng đi từ nước ra không khí, người ta bố trí thêm. Em xem người ta làm sao nha. Đầu tiên người ta vẫn chiếu tia tới pháp tuyến à, có tia khúc xạ, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. À, bây giờ muốn có tia sáng đi từ nước ra không khí thì người ta đặt thêm cái gương phản ở cái đáy hộp thì sẽ có tia phản xạ hướng lên, đó là tia RG. Như vậy bây giờ người ta đã có được cái tia khúc tia tới đi từ nước ra không khí, góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Đó là một thí nghiệm kiểm chứng. Ta qua phần vận dụng. Trên hình vẽ bên, SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số các đường IH, IE, IG và IK. Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó. Đây là tia tới SI. Các đường IK, IG, IE, IH. Đường nào biểu diễn tia khúc xạ thì các em đặt mũi tên lên đó. Câu này dễ đúng không nè? Chắc chắn tia khúc xạ không phải là cái đường IK và đường IE rồi. IK nó nằm cùng phía là không đúng nè. Rồi tia khúc xạ nó phải bị gãy khúc nè. Cái này, IE này nó đâu bị gãy khúc mà nó truyền thẳng nè. Rồi tia khúc xạ nó phải lật gần pháp tuyến hơn so với phương tia tới. Như vậy rõ ràng tia khúc xạ chính là tia IG. Câu C2. Trên hình vẽ bên cho biết M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy hình ảnh của viên sỏi nhỏ trong nước. A là vị trí thực của viên sỏi, B là vị trí ảnh của nó, PQ là mặt nước. Hãy vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt. Đây là cái hình vẽ. M là vị trí đặt mắt, A là vị trí thực của viên sỏi, B là hình ảnh của viên sỏi. Như vậy qua cái thí nghiệm này thì người này nhìn thấy hình ảnh của viên sỏi. Có nghĩa là ở trong nước dường như là cái viên sỏi này đã được nâng lên. Cho nên là trong thí nghiệm 2 hồi nãy, khi ta đổ nước vào trong cái chén và các em thấy được cái đồng xu, đó là do sự khúc xạ ánh sáng. Lúc này là ảnh của đồng xu nó nằm gần mặt nước hơn so với vị trí thực của đồng xu. Thì cái hiện tượng này cũng thế. A là vị trí thực của viên sỏi, B là hình ảnh của viên sỏi. Thì bây giờ làm sao ta vẽ được cái đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt? Bây giờ ta nhận xét nè. Mắt nhìn thấy hình ảnh của viên sỏi. Mắt nhìn thấy hình ảnh viên sỏi. Như vậy là phải có tia sáng từ B đi vào mắt. Đó là kiến thức lớp 7. Như vậy ta chỉ cần nối M với B. Và cái đường nối này nó sẽ cắt cái mặt phân cách PQ tại điểm Y. Và cái đường thẳng này nó đi qua M. Như vậy IM chính là tia khúc xạ đi vào mắt. Biết được Y là điểm tới thì mình muốn vẽ cái tia tới thì chỉ cần em nối A với gì? A với Y là em vẽ được cái tia tới. Này, thì trình bày lại cho các em xem để ta nhớ cái cách giải thích. Mắt nhìn thấy B, tức là MB thẳng hàng, nối MB cắt PQ tại Y. Vậy IM là tia khúc xạ trong không khí. Như vậy ta đã vẽ, ta đã biểu diễn được đường đi của tia sáng từ viên sỏi đến mắt. Tiết học này đến đây là kết thúc. Thì qua cái bài học hôm nay thì em cần nắm vững hai cái hiện tượng. Thứ nhất, phải hiểu thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Rồi phải hiểu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng xảy ra khi cho tia sáng đi từ không khí vào nước và khi cho tia sáng đi từ nước ra không khí có điểm gì khác nhau.
và đặc biệt là ta phải biết cách biểu diễn đường đi của tia sáng. Tiếp sau thì các em sẽ học một cái ứng dụng của sự khúc xạ ánh sáng, đó là thấu kính hội tụ. Đây là một cái bài học cũng rất là quan trọng. Thì các em cũng chuẩn bị viết chì, gom, tập để các em khi học để các em đồng thời các em vẽ hình. Thầy chào các em.